Xin chào mọi người nha, đây là con cá chép thương linh. Thì muốn sử dụng được nó thì mọi người phải mở cái nghi thức mưa ngọc tại Cẩm Lạc Đình. Trước hết thì mọi người cần phải làm cho mình cái nhiệm vụ chính là Trần Ngọc Tế Lễ, thì trong kênh mình có video rồi nhé. Sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ này xong, mọi người sẽ cần phải chỉnh cái thời gian. Đây, cái thời gian sang buổi trưa ngày hôm sau. Đấy, chỉnh sang cái thời gian là trưa ngày hôm sau để nó mở chúng ta một cái nhiệm vụ. Đó, như này nhá. Đó, nó sẽ xuất hiện cái nhiệm vụ là an cư xích vọng bước trên mây mù tại mục nhiệm vụ nhé. Chúng ta sẽ đến cái xích vọng đài này. Đó. Đến xích vọng đài này chúng ta sẽ cần nói chuyện với con ở đây, Linh Doan đây. Đó. Nói chuyện với Linh Doan xong thì sẽ đưa chúng ta vào cái khu vực đấy. Đây, nói chuyện xong nhá. Đấy. Nói chuyện xong thì chúng ta sẽ đi sâu bên trong đến Cẩm Lạc Đình đây. Cái nhiệm vụ này khá là dễ đâu mọi người ạ. Nó không có khó khăn gì đâu. Chủ yếu là nhiệm vụ để mở cái nghi thức mưa ngọc thôi. Đó, bay vào trong đây nhá. Thì bay vào trong đây thì mọi người tiếp tục nhận được một cái thành tựu là con đường biệt lập đấy. Đó, kích hoạt cái cơ quan này và nó sẽ đưa chúng ta đi sâu bên trong chỗ cái nghi thức mưa ngọc. Mọi người sẽ sử dụng cái cơ quan này nhé, đi cho nhanh này, đó. Ok, và đi vào cái cánh cửa này nhé. Đó, kia là cái cơ quan chúng ta cần đến gần nhé. Đến đây thì chúng ta sẽ nói chuyện với cô Fujin, là cái NPC xinh đẹp, con cá vàng ấy. Đó, chỗ này, thì đang ở phía dưới cái hồ kìa. Nói chuyện xong thì chúng ta sẽ trực tiếp là mở cái nghi thức mưa ngọc nhá. Đem cá chép thương linh này đó. Cái video 50 con cá chép thương linh thì mình sẽ làm ở video sau nhé. Mọi người sẽ vào kênh của mình tìm nhá. Đây, sau khi mọi người ấn vào đây và thu thập cá chép thiên linh, chúng ta sẽ nhận được các phần thưởng theo từng ứng cấp đấy. Thì cái mỗi map mới nó sẽ có những cái cơ quan kiểu dạng như này, khá là quen rồi đúng không nào. Đó, ok. Thì video này đơn giản vậy thôi em nhá. Đây, mở Cẩm Lạc Đình. Bây giờ chúng ta có thể dịch chuyển trực tiếp nhé. Đó, dịch chuyển đến luôn đấy. Giờ thì tạm biệt người.